Trong cái thời Covid này thì tất cả những cửa tiệm đồ đóng cửa hết, cho nên móng tay tóc mà nếu mà dài thì một và phải tự làm. Nhưng mà mình may mắn là ở nhà mình có được thợ làm móng tay không có bằng cấp và thợ hớt tóc, cho nên ngày hôm nay là ngày bố con mình vệ sinh là phải làm móng tay. Một tháng rồi không có ra khỏi nhà, cho nên thành ra là phải làm vệ sinh bằng tay nhé. Cho nên có được cô thợ làm móng tay và cô thợ hớt tóc nhúng tay vào đây, cô để sẵn đây. Bàn tay mình phải để cho mềm, và một hồi nữa là sẽ được cắt móng tay, móng chân. Vấn đề là mình có thể đi ra ngoài làm, thấy không? Nhưng cái giá làm ngoài thì nó rẻ, còn giá làm nhà miễn phí nhưng nó mắc lắm. Làm sao mà ăn ở, sao mà giống như Dũng nói là tới lúc cái tuổi nào mà vẫn có người muốn cắt móng tay cho mình. Đấy, thì mình ở ăn ở sao mà người ta nói cái câu là đưa người ta đưa qua sông chứ đừng ăn ở tới sao mà họ đưa tới nửa nửa dòng rồi họ xô là chết á. Cho nên thành ra là mình phải ăn ở cho cách nào mà đưa người họ đưa qua sông chứ đừng để họ đưa nửa dòng rồi xô là một. Cho nên tại sao quý vị nói tại sao Dũng cứ nịnh vợ là như vậy, tại vì sợ tới một ngày nào bà đưa tới nửa dòng rồi bà xô là chết nhá. Bữa nay mình ngâm làm móng tay. Bàn tay năm ngón anh vẫn kêu xa. Được con cái là vậy đó quý vị, làm móng tay ở nhà, thợ ở nhà thì hát hò nữa. Cho nên thành ra đấy, mình làm sao mà luôn luôn là bàn tay năm ngón ăn ở, sao mà để bà cắt mai mốt vẫn còn đủ năm ngón. Chứ mà chở sao mà trở thành bàn tay ba ngón anh vẫn kêu xa là kỳ lắm đó. Đấy, ăn thua là ăn ở đấy. Mà một trong cái từ 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 Dũng thích rồi là bà cắt móng tay móng chân cho mình ở nhà riết là quen rồi. Dũng nói hồi xưa là hở chút là đi ra ngoài, bây giờ là từ móng tay cho tới móng chân là bà nói anh có nhu cầu gì, anh muốn uống cà phê lú hả, cà phê dĩ vãng ở nhà em pha cho uống. Cho nên thành ra cái câu mà nói là ăn cả giày ăn cả tấc mà ăn cả đất ở chung quanh luôn là như thế. Bà triệt hạ hết móng tay móng chân hết tóc gì là bà giải quyết trong thời Covid này, là ở nhà mấy bố con là hớt tóc cái này kia là bà lo hết. Ok. Ok, ngon lành nha. Trong cái thời buổi Covid này thì tiệm hớt tóc móng tay đồ này kia đều đóng cửa, cho nên thực sự ở nhà là cần lắm. Hiện giờ đây là trong những cái bảo vật ở bên Mỹ, đi tiệm nào thì hầu như cái đồ này cũng hết. Dũng thì ở nhà có được 2 bộ, hầu như ở nhà là 3 bộ, còn có một bộ để cắt cho con chó Lucky nữa. Ở ngoài kia là bộ cắt tóc cho con chó, con cún thì nó khác một chút xíu, cho nên có 2 bộ để xây cua thì cần vô cùng. Dĩ nhiên là tiệm hớt tóc ở bên ngoài thì thường thường là 7 đô cho tới Dũng hớt tóc là 7 cho tới 8 đô thôi. Còn những mà kiểu mà mình đi hớt tóc theo kiểu mà thời trang á thì 5-60 đô cũng có. Nhưng mà đã lâu rồi, qua cái thời mà hớt tóc 5-60 đô rồi. Từ ngày có vợ con là hớt tóc chỉ có là một là bả hớt cho ở nhà, hai là chỉ có loại 5-70 đô thôi. Nhưng trong thời Covid này muốn đi hớt tóc thì cũng không có. Cho nên thành ra bắt buộc là đây, bữa nay là ngày về móng tay xong rồi giờ là nhờ tới bả hớt tóc. Người ta nói đó là xấu mặt thì lâu mà xấu đầu thì mấy lát. Dĩ nhiên là tóc mà nó có hớt mà có hư thì nó cũng mau mau lành, mau mọc tóc. Nhưng mà trong cái thời buổi này là phải cực kỳ nịnh thợ hớt tóc mình. Bả chỉ không hài lòng với mình thôi là bả để một một cái tông đơ thôi, thấy không? Là lúc mà mình làm cà phê sáng là bảo nhiên là phải đội nón, tự nhiên là sau lúc này anh Dũng làm cà phê sáng mà đội nón hoài là biết rồi đó. Cho nên cực kỳ phải nịnh cái bà thợ hớt tóc trong cái thời buổi này. Quý vị thấy rồi đó, thấy không? Tại sao là đương bữa nãy Dũng cũng có nói đó. Phải ăn ở, cái này nó do ăn ở. Ở làm sao mà họ hớt tóc cho mình mà họ không sợn tóc mình, hoặc là họ cắt móng tay mà bàn tay 5 ngón anh vẫn kêu xa, thấy không? Bắt đầu chưa? Rồi, đây là người khách đầu tiên.
hôm nay phải có hẹn quán hớt tóc của cô Phương. Bữa nay là cô Phương có ở nhà tới 4 người khách. Bố của Phương là người khách đầu tiên, ông Chính. Đó, rồi sau đây là tới Barry, tới Hayley, rồi sẽ tới bố Dũng. Đắp ông 2 tháng trời rồi, từ lúc hôm đến giờ. Đúng rồi, trong thời buổi này là không có là chết, hết tóc là chết. Một khách hàng đầu tiên ngày hôm nay phải lấy hẹn với lại cô Phương. Vui vẻ, người khách tế tiếp, very good. Vị khách đầu tiên đã hài lòng, bò rất là sộp. Bây giờ là vị khách thứ nhì cho ngày hôm nay. Hôm nay là cô Phương khá đắt, là tới 4 người khách đã lấy hẹn trước. Cô Phương hớt tóc thời Covid là 10 đồng và phải có hẹn trước. Bản ghi rõ ràng, thấy không? Người khách có thể là khó tính nhất ngày hôm nay là con trai. Mẹ Phương cũng đang kích tức người khách thứ hai. Tại vì anh này đã quen là ra tiệm rồi. Và ảnh vào ảnh cứ nhìn mẫu mã là ảnh chỉ vô thôi. Mẹ cắt ở nhà thì ảnh không có vẻ là thoải mái, an tâm. Nhưng mà bây giờ coi như cũng người khách khó tính nhất cũng đã hoàn thành rồi. Ôi giời ơi, bữa nay giao cái đầu. Quan trọng đây. Giao cái đầu của tôi. Khách này là khách lên hình, dễ sợ lắm. Mình định nói là với lại cô thợ hớt tóc này là nếu mà anh có làm cái gì em mất lòng em, anh sẵn đây anh xin lỗi luôn nha. Biết là ông bà mình nói là xấu mặt thì lâu mà xấu đầu thì mấy lát. Anh thì cái đầu anh hồi xưa không quan trọng, bây giờ khán giả của anh khó tính lắm á. Ghê lắm. Khán giả là của anh mà có thay đổi cái gì là sẵn đây hỏi luôn. Họ cứ kêu anh cạo râu hoài. Em nghĩ là anh có nên cạo râu không? Không, em thích em để râu mà. Tại lúc em quen anh là anh có râu. Đúng rồi, nhưng mà họ cứ nói là giờ râu anh bạc quá. Hay là anh nhuộm râu đi. Nói là tôi không muốn nhìn thấy anh Dũng tiều tị, thấy anh Dũng già quá. Người Tây Phương thì râu là quan trọng, đúng không? Đàn ông mà có râu là rất là quan trọng. Nó cho thấy là... Trông rất là hấp dẫn, đấy, sexy mỗi... này nọ. Hôm trước anh có nói là những khách của anh, khách chủ nhà mà không than phiền là mình cứ giữ như vậy, đúng không? Thi thoảng á, có những lúc mà anh cạo râu đi nhá. Xong rồi em hoặc là thi thoảng em có hơi tí kiểu cái thi thoảng buồn phiền ấy. Đúng rồi. Em cũng toàn phải tự nhắc bản thân mình là phải nhớ, nghĩ lại, nhớ lại ngay như khi ta bắt đầu. Rồi. Đấy, đấy yeah. Mà... Đúng rồi. À, anh số 2 đúng không? Số 2. Anh nói lúc nào cũng số 2. Anh là quen và số 2. Ok. Đấy. Rồi. Có nghĩa là giao hết số phận vào tay em. Nhưng mà anh có làm gì em giận không? Sẵn tay nói trước luôn. Có. Yeah. Vấn đề hai quả đu đủ. Ồ, liên quan gì? Tại vì là em chưa được ăn. Em chưa được ăn nào. Con gái em, ba trái ngày hôm nay anh mới hái về. Anh sẽ giữ ba trái đó cho em. Em nói cho anh nghe nha. Em cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề hai quả đu đủ đó. Không phải riêng anh không đâu. Liên quan gì? Tại vì là bổ lấy xuống để trông đẹp đẽ này nọ thứ. Ừ, con gái là sơi hết ba quả từ hôm trước rồi tiếp hai quả sau thì cũng không đến lượt em được ăn rồi. Thì hôm nay thêm hai ba quả nữa thì em cũng đâu được ăn đâu, em phải suy nghĩ chứ. Vâng, suy nghĩ nhiều về vấn đề đó rồi. Chị đừng mà suy nghĩ, nhưng mà đừng gì mấy quả đu đủ mà mất ngủ. À, thế thì thế này nhá, em phải bổ sung cho anh rồi. Đó là đêm đêm qua Phương không ngủ vì biết trên nóc tủ
có hai quả đu đủ. Vâng. Chờ bạn Dũng đi ngủ, Phương leo lên lóc tủ, lấy xuống quả đu đủ, ăn xong Phương đi ngủ. Nửa đêm Dũng thức dậy, thấy đống vỏ đu đủ, bạn Dũng nâu thầm nhủ, Phương thật là cao thủ. Thơ đó không là đã lấy cao thủ rồi. Chọn quá. Để suy nghĩ cái vấn đề này nha, để coi cái đầu mình sao. Rồi, quý vị thấy là cô Phương, vị khách hàng thứ ba của cô Phương ngày hôm nay, cũng là một trong vị khách hàng dễ tính nhưng mà khó tính. Khó tính là tại vì cô bị áp lực vì hình ảnh mà quý vị có thấy được ở trên cà phê sáng, mà thấy hình ảnh Dũng thay đổi là chính là vợ hớt tóc. Đấy, thợ hớt tóc này nhá. Để hy vọng là quý vị khen, bây giờ Dũng thì không có dám khen chê gì đâu. Bây giờ là tông đơ và cuộc đời mình đang trong tay của họ thì đâu dám khen chê gì. Cho nên thành ra là nếu mà quý vị có khen có chê gì, quý vị có thích, quý vị nhớ nha, đây là cô Phương hớt tóc thời Covid 10 đồng, mà bình thường là chỉ có 7 đô thôi, nhưng mà tại thời Covid cho nên lên giá 7-10 đô, lấy hẹn trước nhé. Mà hôm nay là đây là người khách thứ ba rồi, có bộ cũng ok, ổn á. Rồi. Cái răng cái tóc là góc con người, ok. Giờ qua tới kéo này giờ còn phải sợ không, hơn nữa. Đúng rồi, chỗ này là đâu có phải là tông đơ đâu, chỗ này là phải là cái mảng là đấy rồi. Là nghệ thuật rồi đó. Nghệ thuật và chi tiết rồi. Đúng rồi. Em phải cẩn thận. Trời ơi, đâu có phải là em chỉ cầm tông đơ nên khu khu đâu. Khách khán giả của anh là toàn những người mà để ý, lại còn sành điệu nữa, biết đâu được đấy. Cũng giả của anh Vina soi nhiều lắm á. Cho nên là đừng giục em giục em là em cuống lên bây giờ đó, em sẩm thật luôn đó. Nhưng mà em nhớ là em cũng chưa có đi đi trong Vũ này nọ ra phép. Cũng có cái gì này nọ ra phép. Khách ngày hôm nay là người khách này là sẽ bo sọp nhất rồi. Đây, rất là hài lòng, nhìn thấy đây hài lòng. Nghĩ là khán giả các nhìn thấy sẽ hài lòng. Anh nghĩ là em có nên học một khóa chuyên nghiệp cắt tóc để mai mốt thất nghiệp còn có việc làm không nhỉ? Không. Cắt tóc được cái hay là em độc quyền à? Độc quyền, hớt tóc độc quyền. Giống như là ông Bill Gates, ông có người hớt tóc đem tới nhà hớt tóc cũng độc quyền. Rồi, một thao tác nữa là xong thôi. Đã chưa? Cái này có cái này nè, không muốn. Đây trẻ ngon hơn. Cái này không cần, cái này là xong rồi. Em chỉ làm cho nó gọn, cái này là nó ok rồi. Rồi, rất là ok. Rất là này nọ. Em muốn cái này thì... Ngon chưa? Ok. Ngon hay không khán giả quyết định. Em thì hớt tóc cho anh mà anh không có giờ than phiền cả. Bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà mình ngon hay không, ngon lành cành đào hay không thì xuất hiện cà phê sáng là khán giả biết ngay. Đúng không? Trông cũng rất là gì gì vào này nọ. Thời Covid này ăn bài. Đúng rồi. Mình là không có, nhưng mà mình biết nữa là thợ hớt tóc ở nhà của mình như vậy là ổn quá rồi. Đây là cái thời này là tiệm hớt tóc rồi là ngưng hết rồi. Còn vấn đề mà kiểu này là mình tự lo được là anh đúng làm rồi được, đúng cái không? Này là mình mỗi ngày quý vị cũng nghe rồi đó, là bà không có muốn mình cạo râu cho nên quý vị đừng khuyên mình cạo râu nữa nha. Rồi để cho 5 tháng thấy nó thâm niên mà mũi tiêu